Mời cả nhà ăn cơm nhá. Đấy, cơm đi đón dâu là cơm thịt kho đây này, 30.000 một suất, nhưng mà không cho ăn ở trong quán, phải ra ngoài đường ăn. Anh em thấy mình hôm nay đỡ xấu trai chưa? Đây, mỗi hôm này làm video dạy anh em xăm trổ là xấu trai quá, hôm nay đỡ chưa? Các em ơi, tính sát vào, không cứ động một chút giải tí không sao cả. Cô dâu không bảo gì đâu, nào. No God! No God, please no! No! Ốc và đéo, ok xong. Hello anh em, thì hôm nay là một cái vlog rất là đặc biệt. Đó. Thì hôm nay mình sẽ đi đón vợ. Bắt vợ. Hôm nay mình sẽ đi bắt vợ. Đây là đoàn xe 16 chỗ nhưng mà chỉ đi có 6 người thôi. Thứ nhất là tình hình dịch bệnh nên không được chở tối đa số ghế ở trên xe. Chỉ được chở là số ghế, lúc về còn có cả cô dâu nữa. Thì đoàn đi cũng khá là ít người. Chào không người xem nhá. Làm YouTuber đăng lên cho mọi người biết. Ở đây thì đoàn mình thì có 2-3 thằng em là bê phụ mình, bê cháp với lại các bác với mẹ mình. Mẹ mình à, đây là bác mình. Mình đi từ Yên Bái xuống Đông Hưng, Thái Bình thì cũng hơi xa, rơi tầm khoảng 6 tiếng, hơn 6 tiếng một chút. Đường dễ đi mà tình hình dịch bệnh thế này thì từ đây xuống đấy thì đi qua khá là nhiều chốt. Không biết là sẽ như nào. Đây, đường Yên Bái rất là vòng vo, các bạn xem thử nhé. Đoàn bây giờ đang đi tới Thanh Sơn nhá, nhưng mà xe đang bị trục trặc một tí. Bơm ga. Đang bơm ga vào xe à? Đây cho các bạn xem đùi xe trên này. Ba thanh niên bên. Hiện giờ thì mình đang dừng ở chốt đầu tiên ở cầu Đồng Quang. Qua cầu Đồng Quang, ở đây thì có một cái chốt là chốt kiểm dịch. Bây giờ đoàn của mình bắt đầu tiến hành xuống là khai báo y tế. Đoàn đi khai báo y tế đo thân nhiệt. Anh đo không chưa? Không quay à? Quay cho anh nghe. Đây, đang quay rồi đấy. Quay xa xa rồi. Đứng phía sau rồi. Căng thẳng hết nhỉ? Xong rồi anh Thắng này. Đây là chốt kiểm dịch đầu tiên anh em nhé. Chốt đầu đường đi. Mọi người đi qua cầu Đồng Quang là phải đi qua chốt kiểm dịch này trước để khai báo y tế với lại để người ta trình báo về Covid, vấn đề Covid các kiểu. Phía sau là có một con sông rất đẹp.
Đây, đoàn nào đi qua cũng phải dừng để khai báo y tế nhé. Ok, và đo thân nhiệt. Từ đây xuống Thái Bình là không biết là phải còn phải đi qua bao nhiêu chốt nữa. Nhưng mà nghe chừng cũng khá là nhiều đó. Đấy, rồi. Ok, bây giờ mình lên xe, sau đó là tiến hành đi tiếp. Mày là người đấy à? Thôi anh lên đây anh chơi game với Khánh. Rồi ôi. Hello anh em. Và đây là trạm dừng chân tiếp theo. Ở chỗ này thì hơi nhiều giấy giết các kiểu. Đoàn của mình thì tạm thời là nghỉ ăn cơm. Ăn cơm nhưng mà mua cơm nhưng mà người ta lại không cho ăn ở quán. Thế là phải mang ra gốc cây để ăn. Đón dâu mùa Covid. Kỷ niệm đón dâu mùa Covid là mang cơm ra vườn, ra giữa đường ăn. Thế mới chết dở. Đó. Không sung sướng gì. Đây này là quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là đoàn. Đằng này có một cái ao. Còn kia là đường nhá. Thì mình rẽ vào đây. Nên xe mà ăn là ăn được. Ai đừng này. Trong này là quân đội nhân dân. Suốt ai người ai ăn thì ăn thôi. Đấy, mỗi người góc. Rồi ăn cơm đi nhá. Trời ơi chết dở. Ôi giời. Ôi ao nước có được bán thế này đấy. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Đấy. Cơm đi đón dâu là cơm thịt kho đây này. 30.000 một suất. Nhưng mà không cho ăn ở trong quán. Phải ra ngoài đường ăn. Đây là cảnh. Đây là cảnh mà đội đội đón dâu. Các bạn thấy lấy vợ mùa Covid này khổ không? Khổ vãi trưởng à. Đừng anh em nào dại mà lấy vợ mùa Covid nhá. Có mỗi mình dại nhất thì mình đi tiên phong ngoài mình báo cho anh em thế. Thôi đoàn bọn tớ ăn cơm đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cung đường tiếp theo. Đây là một trong những cung đường đẹp nhất khi mà chúng ta đi từ thành phố Yên Bái xuống thành phố Thái Bình và Đông Hưng. Các bạn cùng ngắm cảnh đường với mình nhá. Chào tất cả anh em, hiện tại là bây giờ là hơn tầm khoảng 5 tiếng cả nghỉ ngơi rồi mà xe mới đang đi tới Hưng Yên. Đoàn đang mệt rũ rượi.
mà vẫn chưa thấy mặt cô dâu đâu. Thì ăn ở khách sạn. Chết dở thật. Cơm thì ăn bóng cây. Ăn ở khách sạn ngàn sao. Nghìn cây chứ. Đấy. Ôi mệt mỏi. Ai cũng mệt rũ ra. Làm vật làm vạ ra. Chết dở rồi. Chưa thấy cô dâu nhà cô dâu đâu. Tất cả anh em Tato chớ đừng quên mà dại mà lấy vợ mùa Covid. Mùa này chỉ gọi là nếu có về nhà vợ thì hỏi ý kiến vợ là được, là dắt nhau về ở luôn. Không phải cưới hỏi làm gì cho nó mệt ra. Tớ là tớ xin cưới làm là hơi mệt. Đó, anh em rút kinh nghiệm nhé. Hoặc là đợi hết Covid, Covid thì cưới hỏi. Covid đi vất vả lắm. Covid vất vả lắm. Đấy. Tất cả anh em đang xem video, đang xem kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sớm nhất và mới nhất của mình nhá. Nhấn vào chuông ấy để nhận được thông báo khi mà mình ra video. Đấy, đoàn mệt rũ là ngủ lên ngủ xuống. Chỉ cái là đường nó đẹp thôi, đoạn này này, mình cho anh em xem đường nhé. Đường rất đẹp. Sắp sửa tới Hải Dương Thái Bình rồi, đường bằng phẳng đẹp. Mỗi tội ra ngoài hơi lắng tí. Quá xa, quá mệt. Giờ mình đang ở cổng vào huyện Đông Hưng. Và trước mặt mình là chốt kiểm dịch thứ hai. Là khi mà bước vào Thái Bình, chúng ta phải đi qua cái chốt này. Và thời tiết khá là nắng nóng nhé. Mình đang đi lên chốt kiểm dịch thứ hai ở trên này. Xe đang xếp hàng để kiểm dịch. Nắng quá. Đoàn là đang đi lên chốt kiểm dịch đây. Trên này thì đây là chốt kiểm dịch khi chúng ta đi qua địa phận Đông Hưng của Thái Bình nhá. Ở đây là các bạn là cán bộ y tế. Đây là mọi người đang khi đi qua đây thì các bạn chỉ việc trình giấy tờ, giấy xét nghiệm Covid thì các bạn sẽ được đi nhá. Khi mà đi qua chốt kiểm dịch vào Thái Bình thì anh em chỉ việc trình một cái giấy gọi là giấy xét nghiệm Covid ra thì các bạn sẽ được đi qua chốt nhé. Và các bạn chỉ việc trình giấy thôi. Xóa cửa xay đi, không có bắt quay đầu lại đi. Xóa rồi. Xóa đi, không có bắt quay đầu lại. Kiểm tra rồi. Xóa rồi. Xóa rồi, bảo nó xóa rồi. Mà nuôi anh có quay vào đấy không? Quay mấy đứa rồi mà. Quay bình thường mà. Quay bình thường. Bình thường thôi, có làm gì đâu. Các bạn mình quay nhưng mà các bạn ấy lại không cho quay. Các bạn ấy yêu cầu là xóa đi nhé. Nên anh em mà nếu mà đi qua thì đừng có quay. Chỉ có mình quay được thôi. Đấy. Ấn nút ra khỏi đóng. Mát chưa? Thời tiết đang rất là nắng nóng. Xe lưu thông rất là nhiều. Và đang xếp hàng rất là nhiều.
ok anh em, để mình đi qua đoạn này rồi mình nói chuyện tiếp với anh em nhá. À, xe thông qua chốt rồi anh em nhá. Ôi, xít nữa thì không đoán được vợ thế này. Chết gió luôn. Đấy, lên khi mà anh em lưu thông trên đường bây giờ bắt buộc khi mà anh em từ tỉnh khác về tỉnh Thái Bình thì anh em phải chuẩn bị gồm giấy xét nghiệm Covid hoặc là giấy giấy xét nghiệm Covid là quan trọng nhất. Nên các bạn có thể làm thêm một cái giấy là giấy là mình ở từ vùng dịch đi, ở vùng không có dịch đi. Đấy. Chứ không phải là từ vùng dịch đi là toang nhá. Đấy. Mà tốt nhất là anh em nên ở nhà, không vợ con gì hết. Là tốt nhất. Chứ không mệt lắm. Đấy. Đấy, đoàn của mình đang các bác đang mệt lắm đây. Đấy. Rồi hẹn các bạn. Anh em cố gắng xem hết video nhé, để xem còn những diễn biến gì nó phức tạp hơn không. Ok anh em. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ vừa đi vừa lặn lội trên đường thì mình đã tới gần tới nhà cô dâu và đang ở tới đầu xóm chờ người nhà của cô dâu ra dẫn đi khai báo y tế. Đúng là cưới hỏi mùa Covid. Đấy, đang chờ, người ta mình đang chờ đây. Đoàn xe rất là háo hức, mấy thanh niên bê cháp rất là háo hức, đang mong ngóng được lắm tay các bạn bê cháp của đội nhà nữ, của đội nhà gái. Và thời tiết hôm nay, dự báo thời tiết hôm nay có khả năng là sẽ mưa to. Đến trạm y tế đi ấy. Mà thanh niên xăm trổ thì kín người rồi. Hay là tí nữa đi đón cô dâu, cởi bố lại áo ra mà áo ba lỗ thôi. Anh em thấy mình hôm nay đỡ xấu trai chưa? Đây, mỗi hôm này làm video dạy anh em xăm trổ là xấu trai quá, hôm nay đỡ chưa? 150 con một ngày. 150 có một ngày. Mà ngày đẹp nhất là ngày hôm nay đúng không? Rồi. Thôi thì ta lần sau rút kinh nghiệm ra cứ tầm một ngày. 5 năm ta lại làm một ngày. Ok anh em nhá, tí nữa vào nhà cô dâu thì mình sẽ cho anh em xem nhà cô dâu. Đây à? Không biết đường nữa chứ. Đây là cháp cháp. À đây là chính là chỗ làm cháp rồi. Đây là cháp cưới đây nhỉ. Đấy, trời ơi. Ok, xuống nào anh em ơi. Anh em xuống đây hộ phát đi, nặng lắm. Không có thì xé nhỏ nó ôi mưa to luôn rồi. Mở cửa ra. Vào đây cho nó mưa đi bạn. Đây là cháu nhà bà Diệu. Đây là cháp cưới, chào con. Mày đỡ cái mưa. Hưng mày quay nhanh cái. Chị ơi, chị có phong bao gì xì không? Có, trong này hết rồi. Có, trong này hết rồi. Để ơi, chầu con này. Này, tí lái xe ơi. Đi vào chỗ trạm xá để khai báo tí xong là đi nhé. Vào đi, để cho cuốn ra để. Đây, toàn mặt đỏ đấy, không gì đâu. Đây là phong bao lì xì để cho đội viên cháp. Đây là tí mẹ bỏ lên. Đây, bỏ luôn cả cái con gì đấy vào đây.
Mẹ biết nó ra ngoài kia nó lấy cái này thì không bị to. Cái này là một cái thôi. Ăn ở đây rồi nhá. Ăn ở là 5 cái này thế này, em vào 5 cái này trước nhá. Cái này sau. Xong thủ tục này mang vào đấy. Quay đi. Quay bỏ bỏ. Lấy lên chia lại đi. Ôi. Chị ơi cho lấy lên xe cho. Bê lấy lên xe đi anh em. Cứ đắm dần mà đi. Có những cái đồ nặng này mà đi. Mẹ bê cái này này. Mẹ bê cái này đi. Cái này đây thanh toán đi. Lóng qua anh ạ. Vừa để mình bê cháp lên nhá. Bê cháp lên xe. Bây giờ là chuẩn bị vào nhà cô dâu. Anh em thay quần áo luôn đi. Tí nữa vào trạm xá này. Vào trạm xá này anh được. Bây giờ là tiến hành là vào trạm xá khai báo y tế. Nghỉ ngơi nhá, đi chứ làm gì mà chồn chồn như thế. Vào tí mỗi thằng làm nó mò húc sao tỉnh rồi đi. Tỉnh rồi, làm việc chứ gì nữa rồi làm việc. Bây giờ đang đi treo thùng quần vào trạm y tế căng thẳng lắm. Đi đường không biết được quần đi đường bị dừng liên tục. Vậy là thủ tục đã hoàn tất xong xuôi hết rồi, giờ là chuẩn bị vào nhà cô dâu. Cảm giác thì như kiểu là đi về ra mắt bố vợ ấy. Đúng tới nhà cô dâu thì mưa to, đâm ra là đoàn nhà gái về mấy anh em bê cháp phải lấy ô để rước đoàn bê từng cháp một vào. Đấy, thế là mưa là may mắn cả nhà. Nhưng mà cũng hơi vất vả một tí, nhưng mà không sao, mưa mát là tốt rồi.
cứ khoai anh rồi. Ừ, cứ quay vậy anh, quay xa xa đó. Đứng ở kia kìa. Anh đi đâu mà quay lấy anh? Vâng. Đứng nhỏ là lấy anh. Sắp mưa to. Nhanh thôi chị nhá, trong số này nè, chị bảo đây có một kiểu nào. Tất cả các em cầm đi. Đấy, xong rồi cho con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.